Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một trang sách vải. Các bạn có thể nhìn lên trên màn hình để có thể thấy thành phẩm. Trang này thì gọi là bánh pizza, để cho bé nhận biết các số từ 1 đến 6 nhé. Để làm được trang sách vải như thế này thì các bạn cần một số nguyên liệu sau. Các bạn dùng vải giả nỉ có màu vàng này, màu vàng cam và màu vàng tươi như thế này, với một mảnh màu sắc tùy ý các bạn để làm phần bên dưới, với phần bìa và phần vải trắng để lót bên trong. Cái vải này thì có kích thước tùy ý các bạn nhé. Các bạn muốn làm sách to nhỏ thì nó sẽ có kích thước như vậy. Nhưng mà đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ làm phần nguyên liệu quên. Tiếp theo các bạn cần đến nốt thước kẻ này, bút bi, bút chì, compa, keo, súng bắn keo. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm phần vỏ bánh trước nha. Thì các bạn dùng compa này, có đường kính khoảng 7,5 cm. Các bạn dùng compa có kích thước đường kính đó, bán kính khoảng 7,5 cm đó. Sau đó thì các bạn quay một hình tròn có kích thước như vậy trên cái một tấm vải mình đã cắt sẵn như thế này. Rồi các bạn cắt ra, các bạn sẽ cắt. Cần thêm cả kéo đấy nhá. Làm vội quá đây là mình quên mất. Các bạn cắt một hình tròn mà mình đã dùng compa để quay đó. Các bạn cắt hai hình như thế này. Với mảnh vải màu vàng tươi các bạn cũng cắt tương tự nhá. Với cái mảnh thứ hai thì các bạn không cần phải quay compa nữa, mà các bạn bướm luôn cái mảnh vải này, cái hình tròn này lên trên cái mảnh vải đấy rồi cắt. Như thế nó nhanh hơn. Đó. Các bạn cắt hai mảnh vải, hai cái hình tròn như thế này. Các bạn cắt bướm làm sao để cho hai cái hình này nó bằng nhau nhá. Nếu mà phần nào thừa thì các bạn cắt bớt đi. Như vậy là chúng ta đã được hai cái hình vỏ bánh như thế này. Cái này sẽ đặt ở bên dưới nha, còn cái này sẽ đặt ở bên trên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm nhân bánh nhá. Nhân bánh thì chúng ta cắt, chúng ta dùng mảnh màu vàng cam này. Sau đó thì chúng ta dùng các vật tạo hình tròn như thế này. Các bạn có thể quay compa cũng được, hoặc là dùng bất cứ cái vật gì mà nó có thể tạo hình tròn nhỏ nhỏ như thế này nhá. Nhưng mà nhớ là các bạn cắt các hình tròn sao cho nó, để khi mình chia ô ấy, chia các số ấy, thì các hình tròn nó vừa vặn trong các ô này, từ 1 đến 6. Ok. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây mình sẽ dùng cái này là cái dụng cụ để làm hoa voan ấy. Đây mình sẽ dùng bút chì và ướm cái hình này xuống và ta sẽ
tạo một hình tròn trên vải. Rồi chúng ta dùng kéo để cắt thôi. Các bạn cắt khoảng 21 hình tròn như thế này nhá. Sau khi mà các bạn cắt được một hình tròn như thế này rồi thì các bạn không cần phải làm lặp lại cái công đoạn mà đặt cái này lên vải để in nữa, mà các bạn sẽ dùng trực tiếp cái hình tròn này để bướm lên cái miếng vải cam, và chúng ta sẽ cắt như thế nó nhanh hơn. Cái công đoạn là mình phải dùng bút chì. Đó, khá là nhanh đúng không ạ? Rồi, các bạn cắt cho mình khoảng 21 hình tròn. Ở đây thì mình đã cắt sẵn rồi. Đây. Thấy chưa? Rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ cắt các bạn sẽ kẻ một cái chia ô cho cái hình tròn này thành 6 phần. Đây, các bạn gấp đôi cái hình tròn này để lấy cái nếp gấp nhé. Rồi, sau đó thì các bạn dùng bút chì này kẻ một đường như thế này. Đó. Tiếp bây giờ các bạn chia mỗi nửa hình tròn này thành 3 ô. Rồi các bạn dùng thước kẻ. Kẻ thẳng một đường như thế này. Như vậy là mình đã chia được 6 phần bằng nhau. Quay lên clip thì nó hơi bị mờ, không nhìn thấy cái đường tròn, cái đường kẻ thẳng. Bạn nào mà thấy nó mờ quá thì các bạn có thể dùng bút bi để kẻ nhá. Tiếp theo là mình sẽ gắn cái hình tròn này trên cái mảnh vải lót màu trắng này. Các bạn để ý này, nếu như mà ở đây thì mình dùng máy khâu để khâu các đường hình tròn lại và tạo các đường kẻ ngang như thế này nhá. Còn bạn nào mà không có máy khâu ấy thì các bạn có thể một là khâu tay, hai là các bạn dùng súng bắn keo để dán nó cố định cái mảnh này xuống được nhá. Dùng súng bắn keo thì nó khá là chắc ấy. Mình ở đây thì mình có máy khâu nên là mình tiện mình làm bằng máy khâu luôn để tạo luôn các đường kẻ thẳng này. Còn các bạn nào mà dùng súng bắn keo hoặc khâu tay á thì các bạn các đường kẻ thẳng các bạn có thể dùng bút bi nhá. Bút bi thì nó sẽ rõ nét và nó không bị mờ. Đây thì mình đã may sẵn một mảnh như thế này. Đó. Các bạn nhìn thấy nhá. Thì đây nó là một cái hình tròn hình bánh pizza. Đây ở đây thì mình dùng các đường chỉ để phân chia cho các ô, các phần của chiếc bánh này. Còn bạn nào mà dùng keo thì các bạn dùng bút bi để kẻ này. Sau đó thì các bạn viết các số thứ tự từ 1 đến 6 ở đây. Tùy các bạn viết là chỗ nào cũng được. Các bạn dùng bút bi nhá. Viết ở phần các đỉnh của cái hình và tâm hình tròn này này. Thank you.
xong các phần số bây giờ các bạn sẽ xếp các hình tròn nhỏ này đúng với tương ứng với các phần số mà mình đã viết. Đã gần hoàn thành rồi đúng không ạ? Đây là cái công đoạn gần xong của sách vải, trang sách vải. Chúng ta sẽ dùng cái mảnh cuối cùng là mảnh màu vàng này, các bạn đặt lên sao cho vừa vặn với cái hình tròn ở bên dưới. Các bạn dùng bút chì để tạo các đường. Các bạn tạo cho một cái đường ở trên cái mảnh màu vàng này nó trùng với cái đường kẻ phần bên dưới của cái mảnh cái hình tròn bên dưới nhé. Rồi sau đó thì các bạn dùng bút cũng kẻ các đường thẳng. Các bạn thấy chưa? Cuối cùng là các bạn dùng súng bắn keo để dán các hình tròn lại. Cho bé nhận biết được nhiều số hơn ấy, thì các bạn có thể cắt cái hình này thành chia cái hình này thành nhiều phần nhé. Như vậy thì các hình tròn này các bạn phải cắt thật nhỏ thì mới đủ diện tích để dán các hình tròn này lên này. Nhưng mà mình nghĩ là từ 1 đến 6 với các trẻ từ 3 đến 4 tuổi là hợp lý rồi.
Mình đã dán xong cái phần hình tròn nhỏ lên cái hình tròn lớn này. Giờ các bạn để ý nhá. Bây giờ mình sẽ cắt theo các đường chì mà mình đã kẻ ở đây. Cắt rời các cái phần này ra. Các bạn nhớ cắt đè lên cái đường chì nhá, để cho nó đẹp, không bị lộ cái đường chì nó ra. Thì là mất cái đường kẻ chì đi. Nếu là kẻ bằng bút chì thôi các bạn, cái hình này thì các bạn đừng kẻ bằng bút bi nhá, thì bên dưới thì hãy kẻ bằng bút bi. Và bây giờ chúng ta sẽ xếp các miếng bánh pizza vào đúng cái vị trí được ạ, cái hình tròn bên dưới. Rồi đúng không ạ? Còn một công đoạn nữa là các bạn sẽ dùng băng dính gai để gắn nó vào hai phần này. Công đoạn cuối cùng là các bạn dùng băng dính gai để tạo mặt bóc dán cho cái bánh pizza này nhá. Các bạn cắt đó. Các bạn này, các bạn gì bao gì ra, các bạn dính chúng lại với nhau. Các bạn dính chúng lại với nhau. Sau đó thì các bạn cắt một đoạn băng dính gai tầm khoảng 2cm nhé. Cắt khoảng 6 cái miếng như thế. Rồi. Các bạn dùng súng bắn keo ấy. Dán cái băng dính gai này vào cái mặt sau của cái miếng bánh đã cắt rời đấy. Các bạn nhớ cho nhiều keo một chút nhá. Rồi, tiếp theo các bạn lại phết keo vào cái mặt còn lại. Sau đó thì các bạn đặt vào cái miếng bánh pizza này cho vừa vặn nhá. Đó. Rồi các bạn đợi khô, keo khô thì các bạn sẽ bóc ra là được. Tiếp những mảnh còn lại thì mình cũng làm như vậy nhá. Quay vào tầm buổi trưa nên là tầm giữa trưa nên là nó hơi ồn một chút, ở bên ngoài đang có công trình. Các bạn cứ làm tiếp tục như vậy và đợi đến lúc keo nó khô thì các bạn bỏ ra là được. Thank you.
Bóc ra là các bạn đã được một hình chiếc bánh pizza hoàn chỉnh rồi nhá. Đấy, trong lúc chờ đợi cái keo nó khô ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là dán cái mặt vải vải lót này vào cái mặt và cái phần bìa đấy nhá. Thì có rất là nhiều cách, thì các bạn có thể dùng máy khâu hoặc là dùng súng bắn keo này, rồi phết keo và dán chúng lại như thế này. Rất là dễ đúng không ạ? Cái này thì cũng không có gì khó khăn cả. Thì các bạn chú ý là các bạn đặt sao cho nó cân giữa các góc này, các cạnh này. Và phần nhớ là cái phần này đấy, cái phần bên trái này, phần cạnh bên trái này thì các bạn để nó dài một chút nhé. Vì để lúc đó thì mình sẽ còn ghép vào các trang sách khác nữa. Ở đây thì mình sẽ dùng máy khâu để khâu. Quay clip thì nếu như mà quay clip cả máy khâu nữa thì nó hơi lâu, nên là mình chỉ hướng dẫn các bạn như vậy thôi. Các bạn có thể tự làm được nhá. Sau khi keo đã khô thì các bạn có thể bóc ra này. Rồi. Đây, sau đó thì các bạn có thể bày cho trẻ chơi. Các bạn bóc ra rồi yêu cầu trẻ là dán các hình, đếm các hình này và dán lại với nhau. Ok, mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một trang sách vải. Chúc các bạn thành công với trang sách này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau.